Xin chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Lộ nước cờ riêng của Trung Quốc về Ukraine. Trung Quốc đã vận động các chính phủ cho một kế hoạch hòa bình Ukraine của riêng mình sau khi từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Theo Reuters, 10 nhà ngoại giao đã cùng lúc thông tin về động thái của Trung Quốc. Một người trong số đó gọi chiến dịch của Bắc Kinh là sự tẩy chay tinh tế đối với cuộc họp toàn cầu ở Thụy Sĩ về vấn đề hòa bình ở Ukraine. 90 quốc gia và tổ chức đã đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15 và 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng trên núi Luzerne. Tại đây, các bên sẽ tìm cách để tạo nên một sự ủng hộ chung cho các đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi Ukraine. Nga, quốc gia không được mời đến Luzerne, đã nói cuộc họp là vô ích. Trung Quốc và Nga đã tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn chỉ vài ngày trước khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Bắc Kinh cho biết họ trung lập trong cuộc xung đột, không cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Moscow. Trước đó, sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị ở Luzerne, ông Zelensky đã cáo buộc Bắc Kinh giúp Moscow phá hoại cuộc họp, một cáo buộc mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận. Ukraine, Mỹ và các chính phủ phương Tây khác đã vận động mạnh mẽ để Trung Quốc tham dự các cuộc đàm phán khi họ tìm kiếm tính hợp pháp cho hội nghị thượng đỉnh và sự đồng thuận rộng rãi về lộ trình cho tiến trình hòa bình trong tương lai. Vào hôm 13 tháng 6, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 đang được tổ chức tại Ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine đã ký một thỏa thuận an ninh song phương 10 năm. Thỏa thuận này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước lực lượng Nga và đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO. Các quan chức cho biết, thỏa thuận này cũng là sự cam kết của Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong tương lai, ngay cả khi người chiến thắng của bầu cử vào tháng 11 năm nay không phải ông Biden. Ông Zelensky cho biết ông sẽ ký một thỏa thuận an ninh tương tự khác đối với Nhật Bản bên lề hội nghị. Bên cạnh đó, G7 cũng đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ USD được hỗ trợ bằng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga. Mỹ, G7, EU đồng loạt tung đòn, Nga quyết không để yên. Ngày 12 tháng 6, Mỹ thông báo trừng phạt thêm 300 cá nhân, tổ chức ở Nga và nhiều nơi khác với cáo buộc có liên quan đến nền kinh tế thời chiến của Moscow. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới nhất nhắm vào các cá nhân và công ty bị nghi ngờ tạo điều kiện cho Nga né tránh lệnh cấm vận của phương Tây. Đài AT đưa tin, các lệnh trừng phạt mới nhắm mục tiêu vào hơn 100 triệu USD thương mại giữa Nga và các đối tác nước ngoài. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các công ty và cá nhân ở Trung Quốc, Kyrgyzstan, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Trong đó, Mỹ nhắm tới các mục tiêu ở Đông và Trung Á, Châu Phi, Trung Đông và vùng Caribe. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định, chúng tôi đang làm gia tăng rủi ro đối với các tổ chức tài chính hỗ trợ nền kinh tế thời chiến của Nga và loại bỏ những con đường trốn tránh trừng phạt, đồng thời làm giảm khả năng của Nga được hưởng lợi từ việc tiếp cận công nghệ, thiết bị, phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin của nước ngoài. Bà Yellen nêu rõ, hành động hôm nay nhắm vào con đường tiếp nhận nguyên liệu và thiết bị quốc tế còn lại của Nga, trong đó có nguồn cung cấp quan trọng từ các nước thứ ba. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra cách lý giải mới về các lệnh hành pháp hiện tại, cấm công dân Mỹ cung cấp cho bất kỳ đối tượng nào ở Nga dịch vụ thiết kế và tư vấn công nghệ thông tin, cũng như các dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin, dịch vụ dựa trên đám mây cho phần mềm quản lý doanh nghiệp và phần mềm thiết kế hoặc sản xuất. Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ không để yên cho các hành động hung hăng của Mỹ. Cũng trong ngày 12 tháng 6, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đồng ý chuyển 50 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine vào cuối năm nay. Theo tờ Le Monde, các nhà lãnh đạo G7 nhằm đến việc nhất trí về một thỏa thuận sử dụng lợi nhuận từ tiền lãi, số tài sản trị giá 325 tỷ USD bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để giúp Kiev bằng cách sử dụng lợi nhuận này làm tài sản thế chấp cho khoản vay lên tới 50 tỷ USD. Nguồn tin tờ Le Monde cho biết, trong trường hợp tài sản của Nga không bị phong tỏa hoặc số tiền thu được từ tài sản của Nga không đủ chi trả cho khoản vay, thì cách chia sẻ gánh nặng của khoản vay sẽ được cân nhắc. Đài AT cũng dẫn thông tin từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen ngày 12 tháng 6 tuyên bố Liên minh châu Âu EU quyết định trích một phần lợi nhuận từ việc phong tỏa tài sản của Nga và cung cấp số tiền này để hỗ trợ Ukraine.
Theo đó, EU thống nhất cung cấp gói cứu trợ mới cho Ukraine bao gồm 2 tỷ USD từ các cơ sở của EU tại Ukraine cùng với 1,6 tỷ USD từ lợi nhuận do việc phong tỏa tài sản của Nga mang lại. Bà Leyen nói rằng số tiền này sẽ được phân bổ vào cuối tháng 7 trong hội nghị bàn về tái thiết Ukraine ở thủ đô Berlin, Đức. Kharkov im bình hơn nhờ Ukraine điểm huyệt được Nga. Trong chuyến thăm Đức hôm 11 tháng 6, ông Terekhov, thị trưởng Kharkov, đông bắc Ukraine tiết lộ khu vực Kharkov đã yên bình hơn kể từ khi Ukraine được phép dùng vũ khí Mỹ và phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga. Kharkov đang bình lặng hơn nhiều so với hồi tháng 5. Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của thị trưởng Kharkov và giải thích điều này có được do quân đội Ukraine đã tấn công các vị trí phóng tên lửa bên trong lãnh thổ Nga. Bình luận được ông Terekhov đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden tháng 5 vừa qua đã cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và gần Kharkov. Động thái tương tự cũng được nhiều các quốc gia phương Tây chấp thuận. Không chỉ tháo vòng kim cô vũ khí cho lực lượng Ukraine nói chung, Mỹ còn xóa bỏ cấm vận lệnh cấm vận đã kéo dài 10 năm với lữ đoàn Azov. Lữ đoàn Azov được coi là lực lượng chiến đấu tương đối hiệu quả trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, họ bị cấm sử dụng vũ khí của Washington vì các quan chức Mỹ nghi ngờ rằng một số người sáng lập tổ chức này tán thành quan điểm phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đồng thời, các quan chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cáo buộc nhóm này vi phạm nhân đạo. Lữ đoàn Azov giờ đây sẽ được tiếp cận sự hỗ trợ quân sự của Mỹ giống như bất kỳ đơn vị nào khác trong lực lượng vũ trang Ukraine. Động thái này của Mỹ khiến Nga tức giận và đã đưa ra cảnh báo gắt. Những bước đi như vậy của Washington liên quan đến việc hình thành chủ nghĩa dân tộc công khai và đã gây ra sự phẫn nộ tột độ, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố hôm 12 tháng 6. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 3 nhưng chưa có dấu hiệu lắng dịu. Không chỉ đẩy mạnh tấn công toàn chiến tuyến, Nga còn đặc biệt chú trọng tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sở dĩ Nga nhắm mục tiêu vào lưới điện của Ukraine vì mạng lưới này cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng quân sự của Kiev. Các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở Ukraine đã buộc các công ty năng lượng của nước này phải cắt điện luân phiên trên toàn quốc trong những tuần gần đây. Phát biểu tại Berlin, Đức hôm 11 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng năng lượng vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga. Các đòn tấn công của Nga khiến Ukraine mất 80% sản lượng nhiệt điện và khoảng hơn 30% thủy điện, theo ông Zelensky. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!